người thường đồn đại rằng là ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Đối với các thí sinh Việt Nam Idol thì đó cũng có thể coi là một ngày tận thế được. Vì đêm đó thì sẽ có hai thí sinh bị loại mà không ai cứu cả. Tuy nhiên thì Trâm vẫn đặt ra cho mình một mục tiêu cho đến ngày công bố kết quả, đó là Trâm phải giảm được 5 cân. Chương trình giảm cân bắt đầu! Và Trâm sẽ giảm ăn này, Trâm sẽ tập thể dục, Trâm sẽ làm đủ mọi thứ để có thể là đạt được thành tích đấy. Tiếp theo! Em quyết định là để không trở thành thảm họa của Việt Nam Idol thì My phải ăn thật nhiều. Và đến ngày 21 tháng 12 thì My phải tăng thêm 5 cân nữa. Ngon. Để cho may mắn thì từ ngày hôm nay cho đến ngày công bố kết quả, mình sẽ không cắt tóc, không cạo râu. Chắc bộ dạng này là ưng ý nhất đấy. Quyền đã quyết định uống sữa, tăng chiều cao. Đấy. Đấy, cao chưa? Cao thêm 1 mét nữa rồi nè. Mình phải làm thế nào đấy để thật là trắng hơn cả Hương Giang và Thảo My. Để nếu như mình có phải ra về trong đêm thảm họa thì mình cũng phải thật là đẹp. Phấn đấu. Các bạn đã thấy mình đủ trắng chưa? Nói chung là em chẳng biết làm cách nào để không bị lại đêm đấy cả. Nhưng mà em quyết định sẽ thuyết phục bọn nó ấy. 600 triệu sẽ chia đều cho 6 người ấy. Các bạn ơi! Chúng ta không thể vì đình giải thưởng nếu mà để mất tình bạn chúng ta được, đúng không mọi người? Hai là chia giải đi.